Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 8, báo Hòa Bình đã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu, mùng 2 tháng 9 năm 1962, mùng 2 tháng 9 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Tới dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Hon, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Lưu Hải, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Khinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng, từ năm 1954, Phòng Thông tin tỉnh trực thuộc Ủy ban Hành chính tỉnh đã phát hành các bản tin không đều kỳ vào các phiên chợ hàng tháng. Đến tháng 8 năm 1962, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ra nghị quyết số 30 chuyển tờ tin thành tờ báo của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, báo Hòa Bình. Ngày 23 tháng 8 năm 1962, Ban thường vụ tỉnh ủy ra quyết nghị số 62 thành lập Ban biên tập báo Hòa Bình. Ngày 2 tháng 9 năm 1962, số báo đầu tiên gồm 4 trang in typo trên giấy khổ 29x42cm chính thức được phát hành với 1.700 tờ đã đánh dấu sự ra đời của báo Hòa Bình. Thời điểm mới tái lập tỉnh, cả cơ quan báo Hòa Bình chỉ có 4 cán bộ từ Hà Đông chuyển lên. Trụ sở làm việc chính thức chưa có, được tỉnh bố trí ở tạm nhà tại đồi 79 khu chuyên gia Liên Xô cũ. Đến tháng 10 năm 1992, tổ chức bộ máy của báo Hòa Bình dần ổn định, hoàn thiện với 3 phòng. Đến năm 2021 có 5 phòng chuyên môn. Từ tháng 10 năm 2015 đến nay, báo in phát hành 6 kỳ một tuần, lượng 6.300 tờ một kỳ. Đến nay đã có hơn 320 triệu lượt người truy cập từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, thuộc top khá so với khối báo đảng địa phương trong cả nước về lượng truy cập. Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, báo Hòa Bình đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, phát hiện biểu dương gương người tốt việc tốt, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, động viên khích lệ cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh trên các lĩnh vực, thực hiện chức năng giám sát phản biện, phê phán vi phạm và đấu tranh chống luận điệu sai trái, thù địch. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hưởng ứng kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 60 năm ngày báo Hòa Bình xuất bản số báo đầu và đón nhận huân chương lao động hạng 3, ngày 24 tháng 8, báo Hòa Bình phối hợp với khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh, báo Hà Nội mới tổ chức thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó năm 2022 tại xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi. Các đơn vị đã tặng 6.000 cây xanh, một bộ chống đội, 60 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và 30 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, tặng một thư viện điện tử gồm 4 máy tính sách tay cấu hình cao với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Thông qua chương trình nhằm phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, cung cấp ủy chính quyền địa phương trong việc chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 25 tháng 10, Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình đã tổ chức triển khai tháng Khuyến học Hòa Bình lần thứ 10 năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030. Trong tháng Khuyến học Hòa Bình lần thứ 10 năm 2022 được thực hiện từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh. Với nhiều hoạt động thiết thực, cùng với việc tăng cường tuyên truyền về tháng khuyến học lần thứ 10, các địa phương đẩy mạnh việc vận động, tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, quyên góp tổ chức trao học bổng, quà vào dịp đầu năm học mới cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu ba đủ là đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở, đồ dùng học tập. Cán bộ hội viên hội khuyến học phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội vận động giúp đỡ học sinh đến trường.
đồng thời tổ chức tuyên dương khen thưởng, tri ân, trao bảng vàng và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học nhân kỷ niệm 14 năm Ngày Khuyến học Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030, hướng dẫn xây dựng hồ sơ minh chứng đánh giá cho điểm xét các mô hình học tập. Huyện Lạc Thủy vừa tổ chức thành công hội thi hòa giải viên giỏi lần thứ 6 năm 2022. Tham gia hội thi có 10 đội đến từ 10 xã thị trấn trong huyện. Mỗi đội trải qua 4 phần thi gồm phần thi giới thiệu, phần thi lý thuyết về công tác hòa giải, phần thi xử lý tình huống và phần thi tiểu phẩm. Các phần thi đều có nội dung liên quan đến luật hòa giải ở cơ sở, luật hôn nhân và gia đình, luật đất đai, luật phòng chống bạo lực gia đình và một số luật có liên quan. Hội thi là dịp để những người làm công tác hòa giải trên địa bàn huyện được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, hình thức, các biện pháp hòa giải để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong nhân dân. Thông qua hội thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn các hòa giải viên xuất sắc tham gia hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi lần mưa lớn dài ngày xảy ra, người dân xóm Rồng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, sinh sống dưới khu vực chân đồi Lũ Thao lại gấp rút đi sơ tán do nguy cơ sạt lở đất từ đồi Lũ Thao xuống khu dân cư. Câu chuyện mưa lớn dài ngày phải đi sơ tán cứ lặp đi lặp lại năm này qua năm khác khiến người dân bức xúc, mệt mỏi. Vì sao lại có câu chuyện này? Nhóm phóng viên thời sự đã xuống thực tế tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Bà Nguyễn Thị Tuyết, bí thư chi bộ xóm Rồng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, chỉ cho phóng viên về các điểm xung yếu với những rãnh sụt trượt do mưa lớn kéo dài trong thời gian qua. Ngoài rãnh sụt trượt khu vực đỉnh đồi có chiều dài hơn 100 mét, rất nhiều rãnh sụt trượt nằm ở ta luy thân đồi Lũ Thao với bề rộng các rãnh sụt trượt khoảng từ 30 đến 60cm. Tổng diện tích ta luy thân đồi Lũ Thao có nguy cơ sạt lở đất lên tới gần 2.000m2. Nguy cơ sạt lở đất là rất cao, ảnh hưởng tới 41 hộ dân với 191 nhân khẩu xóm Rồng Vòng đang sinh sống dưới chân đồi. Năm 2021, chính quyền địa phương đã 5 lần phải sơ tán các hộ dân khu vực chân đồi Lũ Thao do nguy cơ sạt lở khi mưa lớn. Thưa quý vị và các bạn, khi mưa to kéo dài thì nước từ trên đỉnh đồi Lũ Thao có chiều cao khoảng gần 100 mét đổ xuống, tạo thành các rãnh nước, khiến đất đá trôi xuống gây ra tình trạng sụt lún. Nguy cơ sạt lở cao, điều này sẽ gây nguy hiểm đối với các hộ dân sinh sống dưới chân đồi. Theo tìm hiểu của phóng viên tại khu vực này, năm 2017, huyện Lương Sơn đã triển khai dự án chống sạt lở với giải pháp tiến hành đào bạt mái, giật cấp, xây tường kè và ốp mái bằng tấm bê tông với chiều dài 120 mét. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn năm 2017-2018, khiến phần ta luy được ốp mái bê tông chống trượt sạt cũng bị bong chóc, nứt vỡ, gây nguy cơ sạt lở xuống khu dân cư. Từ đó đến nay, khu vực sạt lở này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Do đó, cứ khi trời mưa là các hộ dân sinh sống dưới chân đồi lại bất an, lo lắng và trong tâm thế sẵn sàng di chuyển. Đa số các hộ dân nằm trong nguy cơ chịu ảnh hưởng sạt lở đất khu vực này đã quá mệt mỏi với những chuyến di rời khi trời mưa. Lâu rồi, từ năm 2020 là cái hiện tượng nó ở trên đồi ấy, nó có cái vết rạn nứt ở ngang cái đồi ấy, trên cái đồi nứa ấy, cũng rất là to và cũng nguy hiểm. Thế thì bây giờ từ năm 20 đến giờ ấy thì là bây giờ cái vết đấy thì cái lá cái cây nó rụng xuống thì nó cũng che lấp bớt đi rồi. Tà ly hiện bây giờ là nó đất nó cũng xô xuống khi mà mưa ấy thì là nó trôi xuống cũng rất là nhiều. Làm cái gì đấy thì cũng rất là lo, mà mưa gió mà phải chạy đi ấy, di chuyển ấy thì như là chăn gà chăn lợn thì ai cho ăn cho ai chăm cho nó. Đấy cho nên là cũng rất là khó khăn và rất là khổ cho bà con. Đối với cái công trình Lũ Thao thì trước đây huyện cũng đã đầu tư, tuy nhiên là do là quá trình đầu tư thì hiện nay về quá trình khảo sát thì nó cũng chưa sát đấy, cho nên là nó cũng không đảm bảo. Tuy nhiên là hiện nay thì cái nguy cơ nó vẫn còn nguy cơ sạt lở. Và huyện thì cũng từ năm 2020 thì nó cũng đã xảy ra và cũng đã thực hiện sơ tán bà con nhân dân. Tuy nhiên là cái trình tự thủ tục ấy, từ triển khai thực hiện dự án thì thực dự án này thì nó nằm trên giáp ranh giữa đất của xã Lâm Sơn quản lý và
cái đất mà đơn vị công ty Unit Xanh trước đây đang xin khảo sát để xây dựng dự án nhà ở. Vì vậy mà cái quá trình triển khai thực hiện nó sẽ có vướng mắc một số cái khó khăn trong quá trình thực hiện. Hiện nay thì tỉnh cũng đã có văn bản chính thức giao cho công ty Unit Xanh là chủ đầu tư triển khai thực hiện. Việc thực hiện dự án kè sạt lở và bảo vệ dân sinh tại đồi Lũ Thao xóm Rồng Vòng được giao cho công ty cổ phần tư vấn và đầu tư đô thị Hòa Bình. Đơn vị này đang triển khai dự án khu đô thị sinh thái Lâm Sơn với quy mô hơn 75 ha, trong đó khu vực đồi Lũ Thao tại xóm Rồng Vòng thuộc khu dự án. Tuy nhiên đến nay, công ty chưa thực hiện được dự án do thủ tục chưa xong. Ngày 10 tháng 8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn. Nằm trong chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực tế tình hình an toàn khu vực sạt lở đồi Lũ Thao, xóm Rồng Vòng, xã Lâm Sơn và chỉ đạo huyện Lương Sơn có những phương án cấp bách trong công tác xử lý sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân. Trước mắt là triển khai ngay phương án di dời dân khi mưa lớn xảy ra. Trên cơ sở chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy cũng như là hướng dẫn của Sở Xây dựng với Sở Tài nguyên thì ban huyện cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn cũng như là công ty Unit Xanh là được giao làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Thứ nhất là về trình tự các thủ tục để đầu tư triển khai thực hiện dự án thì công ty Unit Xanh là chủ đầu tư đã trình Sở Xây dựng đã phê duyệt được cái báo cáo khả thi và tiếp theo đơn vị đang thành lập cái báo cáo kinh tế kỹ thuật. Còn đối với huyện Lương Sơn thì để đảm bảo an toàn cho người dân trước mắt thì cũng đã có văn bản trình ban tỉnh và các sở ngành của tỉnh để cho chủ trương là cái san hạ, tạm thời san hạ mặt bằng để đảm bảo hạ tải cái chỗ nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân. Mưa lớn xảy ra trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng lớn đến người và tài sản tại nhiều địa phương trong tỉnh. Đã đến lúc cần một giải pháp khả thi, quyết liệt hơn trong việc xử lý sạt lở đất khu vực này nhằm đảm bảo an toàn cho 41 hộ dân với 191 nhân khẩu, xóm Rồng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn. Thưa quý vị và các bạn, chanh leo là loại cây đang được trồng thử nghiệm với gần 5 hectare tại xã vùng cao Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn. Do phù hợp với khí hậu, địa hình vùng núi cao, chanh leo phát triển mạnh, hứa hẹn sẽ trở thành cây trồng chủ lực, giúp người dân thoát nghèo, làm giàu từ sản xuất nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau nhiều lần tham quan học tập mô hình trồng chanh leo tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nhận thấy điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại 3 xã vùng cao huyện Lạc Sơn phù hợp với việc trồng cây chanh leo. Tháng 11 năm 2021, anh Bùi Văn Dũng ở xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn đã quyết định thuê đất tại xã Ngọc Sơn, đầu tư trồng chanh leo vàng. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, cây chanh leo phát triển tốt, sau 4 tháng trồng đã cho thu hoạch lứa quả đầu. Thời vụ thu hoạch kéo dài trong khoảng 2 tháng, nếu chăm sóc tốt, sau 3 năm mới phải trồng lại. Đến nay, anh Dũng đã có 4,2 hectare trồng chanh leo vàng với trên 3.000 gốc. Thu lứa đầu tiên, một gốc thu được từ 30 đến 35 kg. Sản phẩm làm ra được công ty trách nhiệm hữu hạn Lỏi Tươi, trụ sở tại huyện Mộc Châu thu mua để cung cấp cho hệ thống siêu thị và các cửa hàng thực phẩm sạch ở thành phố Hà Nội. Một hectare chanh leo cho thu nhập ổn định từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng một năm. Thì qua quá trình trồng thử thì tôi thấy rằng cái giống cây này nó rất là thích hợp ở cái vùng Ngọc Sơn của Lạc Sơn này. Nên là tôi quyết định trồng ra diện rộng vào năm nay. Qua quá trình khảo nghiệm như là trồng trong năm nay thì đánh giá là cái cây chanh vàng này, Thái Bảo này thì nó hoàn toàn phù hợp với cái địa phương ở Lạc Sơn. Trước cơ chế thị trường, nhiều người nông dân đã rất nhạy bén để lựa chọn cây trồng có giá trị kinh tế cao. Khi có doanh nghiệp cùng đồng hành theo chuỗi giá trị, đến mắt xích cuối cùng là tiêu thụ được sản phẩm. Đối với việc phát triển cây chanh leo vàng, bên cạnh sự tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng của người dân ở các xã vùng cao của huyện Lạc Sơn, cần có sự phối hợp ký kết hợp đồng lớn liên kết giữa các tỉnh với doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, cần có chính sách đặc thù từ mô hình làm điểm đến mở rộng sản xuất, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư gieo trồng, sản xuất. Khi phát triển đúng hướng, đảm bảo được thị trường ổn định, chanh leo được kỳ vọng là cây làm giàu cho người dân địa phương. Qua cái bà con làm thử nghiệm ấy thì thấy cũng có hợp với khí hậu, hiệu quả kinh tế cao đấy. Chúng tôi trồng mía, bây giờ là chủ yếu trên này là mía với ngô thôi. Nhưng mà bây giờ rất mong muốn là có một cái cây gì đấy thay thế cây mía, cây ngô.
để cho kinh tế bà con nó phát triển hơn. Chanh leo vàng là loại cây mới đối với người nông dân xã Ngọc Sơn, đòi hỏi kỹ thuật thâm canh theo hướng tập trung. Trong khi đó, người dân địa phương có tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún, nên việc triển khai mở rộng trồng cây chanh leo trên địa bàn đòi hỏi có sự hỗ trợ nhiều về khoa học, kỹ thuật. Đây là một mô hình mới bắt đầu từ năm 2021. Thì với vườn này thì mới là thu nứa 1 và có một vườn là thu nứa 2. Thì chúng tôi cũng cảm thấy là hiệu quả là tương đối cao so với những cây trồng chính ở trên này như ngô chẳng hạn. Thì chúng tôi cũng thấy là tiềm năng của cái mô hình chanh leo này rất là tốt. Với cái mà chúng tôi sẽ theo dõi xem là mô hình này hiệu quả nó sẽ đạt cao nhất khi năm thứ hai nó như thế nào. Sau đó thì chúng tôi sẽ có định hướng để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện để phát triển cái mô hình này rộng ra. Với kết quả ban đầu, cây chanh leo vàng hứa hẹn sẽ là một trong những cây trồng chủ lực của Ngọc Sơn. Để nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nước. Từ đó đưa sản phẩm chanh leo đáp ứng được nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng và đơn vị bao tiêu sản phẩm, từng bước xây dựng, khẳng định thương hiệu nông sản vùng cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Kỷ niệm 60 năm ngày báo Hòa Bình xuất bản số đầu. Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19h45 phút tối nay. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ 27 đến 35 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ 27 đến 34 độ. Khu vực phía Tây tỉnh mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ 26 đến 35 độ.